Bài đầu tiên cô và Tuliha muốn hướng dẫn các con ở dạng này, đó chính là một phần câu thơ được trích trong bài Con cò. Các con nghe cô đọc đề bài nhé. Trong bài thơ Con cò, nhà thơ Trế Lan Viên có viết: Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Và câu hỏi cho bài: Em cảm nhận được điều gì đẹp đẽ và sâu sắc qua hai câu thơ trên? Chúng mình thấy đấy, với bài này nêu cảm nhận, thông thường đề bài cũng sẽ khắc họa cho các con một phần định hướng, đó là đẹp đẽ và sâu sắc. Vậy ta sẽ cùng tìm hiểu cái đẹp đẽ và cái sâu sắc trước hết qua phần đọc hiểu nội dung. Hai câu thơ này khi đọc các con chú ý ngắt nhịp 3, 5 và nhấn ở từ lớn, từ vẫn và cụm con của mẹ. Ở câu thơ thứ hai, con chú ý nhấn ở từ lòng mẹ và cụm từ vẫn theo con. Các con cùng đọc với cô nhé. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Chỉ qua phần đọc thôi, con đã thấy câu thơ thể hiện tình cảm yêu thương da diết. Câu thơ này được trích trong bài thơ Con cò của tác giả Trế Lan Viên. Đây là một bài thơ rất dài và trong đó tác giả gửi gắm hình ảnh của người mẹ và ý nghĩa của lời ru đối với cuộc đời của người con. Còn ở đoạn thơ này, chúng mình chỉ khắc họa một phần nhỏ thôi mà con có thể cảm nhận ngay được từ những từ mà các con cần nhấn trong bài để thấy được sự cao cả của tình mẹ.